Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình mình chơi và luyện tập. Tôi rất mong rằng là những kiến thức cũng như là những công cụ mà tôi gửi đến anh chị em mình sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta luyện tập cũng như trong quá trình mà chúng ta tìm kiếm một kênh thu nhập chủ động thật sự. Và những cái điều mà tôi mang đến mong rằng anh chị em sẽ tận dụng được, và những cái công cụ mà tôi gửi đến anh chị em mình có thể sử dụng được một cách nhuần nhuyễn, và nó sẽ mang đến cho anh chị em mình một kết quả có lợi nhuận thật sự. Đó là điều mà tôi hằng mong ước, tôi luôn mong ước, và tôi mong anh em mình đừng để mất tiền ở thị trường này nữa. Cảm ơn anh chị em mình đã lắng nghe và cảm ơn anh chị em mình đã ủng hộ kênh của mình bấy lâu nay. Thì anh chị em nào lần đầu tiên ghé kênh thì xin hãy để lại cho mình những cái like, những cái đăng ký kênh để mình có động lực làm được nhiều hơn, để lan tỏa ra được các những kiến thức chất lượng, thật sự chất lượng đến cho anh chị em mình, để giúp ích cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta tìm kiếm một kênh thu nhập chủ động thực sự. Nãy giờ tôi nhắc đi nhắc lại điều đó thì mong rằng là nó là một điều thực sự đến với tất cả chúng ta, và đó là những điều mà tôi nghĩ rằng nó tạo ra một phước đức rất tốt. Ở đâu đó sẽ có những anh em sẽ nghe được lời của tôi và dừng bước lại trước khi mà chúng ta bị mất tiền quá nhiều. Rất nhiều anh đầu tư đến, anh chị em đầu tư gọi đến tôi với những cái nỗi đau kinh khủng, mà tôi hiểu được điều đó bởi vì tôi đã ở đó và tôi từng ở đó, và thậm chí ở sâu hơn như vậy. Chính vậy cho nên là mong anh chị em mình đừng rơi vào cảnh như vậy trước khi quá muộn. Cảm ơn anh chị em mình đã lắng nghe. Thì hôm nay tôi xin gửi đến anh chị em mình một cái con robot. Thì con robot này mình đã viết ra từ rất lâu rồi, tính ra là phải cả 2 năm trước, 3 năm trước, cái này lâu lắm rồi. Và tôi 2 năm trước tôi đã từng đưa lên con gọi là con quỷ vương, quỷ vương 2, quỷ vương 3. Thì nhiều anh chị em mới hỏi tôi là ô thế quỷ vương 1 đâu, rồi quỷ vương 2 rồi đâu, mà tại sao lên quỷ vương 3 rồi, quỷ vương 4 rồi vậy. Thì thật ra quỷ vương 1 nó ở đâu, quỷ vương là nó là cái gì thì nó rất đơn giản. Chính vậy cho nên tôi đặt nó là quỷ vương 1 bởi vì nó quá đơn giản. Thì thật ra sau này thì tôi có đưa vào nó là cái phần sau thông tin, hoặc là đưa vào nó là cái phần những cái phần mà hiện nó số lót này kia cho nó đẹp, chứ còn lại là tôi cũng không chỉnh gì nhiều. Có chỉnh thêm là chốt tổng sản phẩm nếu mà chơi nhiều sản phẩm hơn. Thì đó là một trong những cái mà anh chị em đầu tư đã gợi ý cho tôi. Thì đó là một điều cực kỳ hay, rất là hay, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là hôm nay test thì chỉ test được một sản phẩm thôi, và cách chơi của nó như thế nào thì anh chị em mình hãy theo dõi hết clip này để biết được kiểu chơi của nó anh chị em nhé. Ok, thì anh chị em mình sẽ biết được kiểu chơi của nó như thế nào. Thì bây giờ mình vào đây. Đây chính là cái con mà quỷ vương 1 mà tôi để ở trong kho khá lâu. Đấy anh em nhé. Đây. Thì trước mắt thì tôi nói chị em về cách chơi của nó nhé. Cách chơi của nó. Thì đợt khi mà tôi đưa lên nha anh chị em mình hồi lần đầu tiên thì tôi từng nói anh em là nó có thể chơi ở M1, hoặc là thậm chí nếu mà sợ thì chơi ở M5, nhưng mà thường là quỷ vương nó chơi ở M1 luôn, chẳng ngán bố con nào. Lý do nó chơi, tại sao nó chơi ở M1 đó là như thế này. Đó thấy nó vào lệnh ghê không? Và nó vào rất là nhiều, vào rất là ghê. Thế thì nó vào theo cái nguyên do gì? Thì quỷ vương 1 rất là đơn giản thôi anh chị em ạ, vô cùng đơn giản, chiến thuật không có gì mà giấu giếm. Tôi xin chia sẻ anh chị em một điều đơn giản như này, đó là nếu nến trước đó mà là nến đỏ thì nó sell, nến trước đó là nến xanh thì nó bay. Thì sau này tôi có những phiên bản khác hơn, gọi là phiên bản 1 rồi 1.1, 1.2, 1.3 thì, nhưng mà thôi tôi cứ lấy phiên bản đầu tiên để giới anh em mình. Phiên bản 1.1 là chẳng hạn như là cuối nến đó nến đỏ mới vào, vân vân, nó trong nhiều kiểu lắm. Thì ok, trước mắt tôi nói về cách xét của nó nhé. Cách xét của nó thì đầu tiên thì chúng ta vào trong cái này thì bấm allow live trading rồi allow DOL import, rồi qua trong import input thì ở đây chúng ta chỉ cần xét cho tôi những cái điều anh em mình có thể để mặc định nhé. Nếu chúng ta sàn 5 số thì để mặc định thôi đấy, thì cứ để mặc định thôi. Còn còn cái lot bình thường của tôi để là 0.01 anh em nhé, 0.01 đó. Cứ để 0.01 mà quốc thôi, quỷ vương là nó cũng không cần tăng lót luôn, nó cứ để 0.01 mà nó quốc, nó quốc tới thôi, cứ xanh đỏ thì nó quốc thôi. Anh em mình ngồi chặt lại anh em mình thấy nó quốc gớm lắm, nó vào liên tục luôn. Thì anh em cứ tính đơn giản như có 1 phút nó vào một cây, 1 phút nó vào một cây, nếu mà 5 thì 5 phút nó vào một cây, 5 phút nó vào một cây. Và trong quá trình tôi test anh chị em, đây là một lý do mà tôi cũng sắp mặt trong vòng khoảng 2 năm trước. Thì khi tôi test tôi thấy nó ăn rất là giỏi, rất là hay, nhưng mà không lường trước được một tình huống, đó là nhiều sàn không cho mình full lệnh,
không cho mình là vô cực lệnh, mà chỉ giới hạn khoảng 50 lệnh, 100 lệnh, 200 lệnh, hoặc là 300 lệnh, hoặc là 500 lệnh, 1000 lệnh gì đó thôi là hết đó. Đó là cái mà đợt đó tôi chưa lường trước được tình huống đó, mà xém cháy ở bên FPS nó cho mình có 200 lệnh. Rất nhiều sàn nha, IC cũng cho mình có 100 lệnh này nè, tổng luôn á. Tổng cái account đó thì cũng có 100 lệnh nè. Buồn luôn. Cho nên là tôi biết rất nhiều con mà nếu như cho vô cực lệnh thì gần như không thua, gần như không tài nào thua. Bởi vì tôi từng nói là thị trường chắc chắn có lên, có xuống, có lên, có xuống. Thế thì mình cứ để đó hoài luôn, và mình cứ lên ăn lên, xuống ăn xuống, lên ăn lên, xuống ăn xuống. Thế nhưng nó gặp một tình huống là sàn không cho mình chơi full lệnh. Thì cho nên là tôi cũng bắt đầu tôi mới cảm thấy rằng là không ổn, mình phải cần phải đi tìm những sàn mà cho chơi vô cực lệnh. Mà tôi quá nhiều thời gian cho nên tôi cũng chưa đủ để đi tìm tất cả sàn. Thì hiện tại thì tôi thấy ví dụ như sàn Live thì đã cho mình là 300 lệnh. Anh chị em mình cẩn thận nha, rất nhiều IP này kia cũng chưa làm về điều này, cũng hay nói với nhà đầu tư là cho bao nhiêu lệnh cũng được, muốn cho bao nhiêu chơi. Không có nha, anh em chơi đúng 300 lệnh nó dừng. Đó, bên sàn Snet thì 500 là ngàn, tôi quên rồi, ngàn, anh nói là ngàn. Cũng ngàn với tài khoản standard nhá, và tài khoản sen tôi không biết, nhưng mà tài khoản standard là Snet cho mình ngàn lệnh. Đó, 1000 lệnh. Thì tôi test thế này nha, chứ còn trong quy định mới nhất thì tôi không biết. Nhưng mà tôi test vài tháng trước tôi thấy là Snet nó cho mình ngàn lệnh. 1000 lệnh thì con robot quỷ vương của tôi nó cũng không xin nhê gì, thậm chí nó chạy cả mấy ngàn lệnh luôn cơ. Đấy, tuy nhiên là nó chỉ cho mình có 1000 lệnh nè. Thì đó là cái yếu điểm mà tôi muốn rằng là anh chị em mình có ai đó mà biết được cái sàn nào mà chơi nhiều lệnh, đã biết được thì ok, IP cho anh em mình rồi chia sẻ cho anh em mình để anh em mình có thể cày được. Vốn thì chắc là cũng cần khá nhiều. Tuy nhiên là có lần tôi test có 1000 đô hay 2000 đô thì nó lên rất là cao. Nó lên trong vòng có mười mấy ngày mà lên 300% rồi, và chưa kể lót. Mục đích của quỷ vương là cày lót là chính. Đó, cày lót là chính. Chính vì vậy cho nên là khá là hiệu quả khi mà chúng ta chơi con quỷ vương này. Thì cách setup thì coi như anh em mình để mặc định nhé. Anh em mình để mặc định thôi, không có gì hết. Đó. Chỉ có một vài cái tôi nói đơn giản là có một cái hay ở đây, đó là cái này là tôi cảm ơn một anh bên sàn Fullerton, đó là anh Mr. Trình. Anh nói tôi là anh nên chơi full cọc tiền. Nên chơi full cọc tiền thì nếu mà sàn mà cho full lệnh thì chơi tốt, thì ngon luôn. Đó. Thế thì bởi vậy tôi mới nói vấn đề đặt ra là nếu như chơi full cọc tiền thì có thể là cặp này kéo cặp kia, cặp kia kéo cặp này, vân vân, cũng có thể điều đó xảy ra. Tôi chưa thử thì máy tôi viết bot liên tục cho khách cho nên chưa có demo. Thử một lúc nữa tôi sẽ demo thử xem. Đó. Rồi trong thứ năm này tôi sẽ bắt test một thời gian dài hơn. Nói chung là nó vào quá nhiều lệnh cho nên nó khá nặng nha anh em. Khá nặng. Đó. Tôi vẫn đang chạy với test đấy, đang chạy với test trong hôm nay luôn. Đó. Rồi ok, thì anh em mình xem đây là full sản phẩm. Nếu mà full sản phẩm, full account đó mà lớn mà 10 đô thì nó cũng chốt. Đóng cái lệnh mà 20 đô nó cũng chốt, kiểu nó như vậy. Anh em nhé. Đây là đóng hết lệnh của một trang thì còn không chơi thế này nha, nó phải đóng full cho tôi. Rồi ok, thì chỉ có như vậy thôi, cách setup chỉ có như vậy thôi anh em nhé. Và tôi để đây là maximum là 1000 lệnh. Đó. 1000 lệnh, đây là 1000 lệnh cho mỗi trend ấy. 1000 lệnh cho mỗi trend, nhưng mà bên Internet thì chỉ có 500 lệnh thôi. Anh Internet chỉ có 500 lệnh cho mỗi trend. À không, Internet thì tổng là 1000 lệnh nhé. Tổng là 1000 lệnh. Đó. Thì anh em muốn bao nhiêu lệnh cho mỗi trend thì tùy. Đó, nhưng mà nó tổng là 1000 lệnh thôi. Đó, nhưng mà tổng 1000 lệnh thì khá là nguy hiểm nếu chúng ta không biết, không có chia ra. Thông thường thì tôi chia ra là 500. Để chứ nó vượt mốc 500 thì thằng kia còn lại, chứ nó không phải chạy đến cả thằng kia cả. Nó chốt hết rồi, cái thằng kia cả 10 lót là chết. Đã không cho có một mà 1000 lệnh là suy ra 10 lót anh em. Thì ok, nói chung là không lan man nữa. Tóm lại là trong setup chúng ta nếu sàn 5 số thì chúng ta cứ để mặc định. Còn anh em nào nếu sàn 1 số thì chúng trong cái thằng Tru này nè, trong cái thằng Timmy này nè, chúng ta sửa lại cho tôi, xóa đi một số 0 nhá, xóa đi một số 0. Đấy, anh nghe, xóa được số 0 là được. Kiểu nó như vậy nha anh em. Đơn giản như vậy thôi. Ok, thì bây giờ tôi bấm ok nhá. Đấy anh em mình quay lại cái vấn đề nó chạy này. Nãy giờ nó chạy một xíu mà nó chạy quá nhiều lệnh luôn. Đó, nó chạy tổng cộng là 7 lệnh, là 5 lệnh sell và 2 lệnh 2.3 và âm là 0.4 mấy đây. Đó, kiểu nó như vậy anh em nhá. Đó. Thì tổng lót nó chưa đóng cái nào, chạy nó mới chạy mà. Cho nên một ngày nó vào rất nhiều lệnh. Vô cùng lệnh luôn. Đó, thậm chí là một ngày nó đã phun lệnh rồi nếu nó không chốt. À, 8 lệnh ở đây nè. À, 8 lệnh đó. Đấy. Rồi ok, thì mình test sơ cho anh em mình xem cái cách chơi của nó. Đấy, test sơ cho anh em mình xem nhé. Rồi clip này mình chỉ chia sẻ cho anh em mình cái kiểu chơi của nó mà thôi.
và kiểu setup của nó mà thôi. Đây. Đấy, và mình test GU thôi nha anh em. Còn vàng nó chạy chết á. Vàng mình chưa thử test con này. Đó. Đây GU đây nha anh em. Đó. Và test ở khung M1 luôn. Ok nha anh em. Đấy thì trong setup thì tôi vẫn cứ để mặc định thôi. Cho này 2000 đi, chứ 1000 cháy thật đấy. Vấn đề là 2000 nhưng mà trong vòng mười mấy ngày là tôi thấy nó có khả năng lên cả 7-8 ngàn, tức là ít mấy phần trăm. Tuy nhiên nó vẫn có khả năng cháy anh em nhé, có vài lần nó cháy là vì lệnh nó không vào đủ, hoặc là một bên nó quá trên lệnh thì quỹ vương nó như vậy, có lần tôi xem toàn đó anh em nhé. Đây và chạy thôi đó, run g để cho nó chạy nhanh nhé. Đấy ây da, chắc phải tắt cái đường này đi để cái đường này nó rối mắt. Đấy cái đường này là hơi rối mắt nha, để mình tắt cái đó đi anh em nhé. Anh em muốn tắt cái đường đó đi thì tắt cái đường kẻ đi cho nó đỡ rối mắt, thì chúng ta vào đây xóa cái phần sau lệnh này ra nhé. Đấy, xóa cái phần sau lệnh này ra là nó sẽ tắt đi cái đường này. Đấy, nó sẽ chạy và nó không có cái đường nữa, nó chỉ có những cái around thôi, tức là nó có những cái nút lệnh thôi. Đấy, có những nút lệnh này. À, nó không có đường gạch nữa, nó làm cho mình bị rối, che mới bị đây. À, che thì anh em mình phải kéo này thôi cũng được, nhưng mà nói chung là thường là mình tắt nó đi, nó đỡ rối mắt. À, rồi, thì cách chơi của nó là như vậy á, nó vào rất nhiều lệnh luôn. À, có khi nó âm thì âm gớm lắm. Đấy. Đây là M1 nha anh em. À, tổng cộng nó vào nhanh lắm, nó vào một hồi là nó không đủ chốt, là nó do mình để chốt hơi xa. TV của mình là mình để xa 5 số nha, nhưng mình để là rất là xa luôn. À. Đây là M1 mà anh em mình thấy là cái TV nó tút lên đây nè. À, nhưng mà do là mình bỏ cái đường đi rồi nên mình không thấy, anh em mình không thấy. À. Đấy, về tổng dương liền có khả năng. Đó, quỷ vương của nó là như vậy. Thì đây là cái bài cũng là giải thích cho anh chị em mình là tại sao quỷ vương 1, quỷ vương 2 ở đâu ra. Thì đây chính là con quỷ vương 1. Hồi xưa tôi viết, hồi đầu tiên học có là tôi viết nó như vậy đấy. Đó, thì cách viết của nó như vậy thôi. Đấy, nó chốt. Thì khi mà nó chốt được thì khá là ổn. Đó, nó âm gớm rồi nè. Đó, nhưng mà khi mà nó đã thoát ra được thì khá là lời. Đó dần thôi, nói chung là cũng khá là nguy hiểm anh em nhé. À, cách chơi của nó cũng không phải là đơn giản, nhưng mà test về lâu về dài là tôi thấy nó ăn ghê lắm. À. Đây nên mình test một xíu nữa coi là thì hiện tại tôi vẫn đang để một con, nó đang chạy, nó đang test trong kia, thử test khoảng tháng nửa tháng coi như thế nào. Đó, chạy đến một hồi rất nhiều lệnh thì nó sẽ không còn pro, nó đi ngon lành nữa anh em nhé. Đó, thì đây chính là quỷ vương, tức là theo kiểu là chơi chiều nào mình múc chiều đấy đó. Đó, sống chiều nào chơi chiều đó, đó là cách chơi của con quỷ vương này anh em ha. Đó, bắt đầu nó nhiều lệnh lên là bắt đầu nó chạy chậm, mình cũng không hiểu, là dữ liệu nó nhiều á, nó lưu history quá nhiều anh em, đó, cho nên là dữ liệu nó chậm. Đó. Thì thật ra thì mình cũng nâng cấp một vài cái thôi, chứ còn thật ra anh em mình cũng về test thử hoặc là demo thử xem kết quả nó như thế nào. Và có gì thì anh em mình cứ chia sẻ, hy vọng là nó sẽ tạo ra được những cái sản phẩm pro nhất. Đó, chúng ta xem nó chạy ở bên thực tế. Đây là nó chạy backtest nha. À, rồi chúng ta qua bên thực tế xem nó chạy như thế nào. Đấy, thực tế nãy giờ nó chạy nè. Đó, nó chạy một hồi thì nó âm, nó đang dương và nó đang có một đống lệnh. À, và khả năng nó cũng sẽ cắt nếu như chúng ta chỉnh ở chỗ này ngắn lại.
Ví dụ nha. Đây, chúng ta sẽ vào đây và chỉnh chỗ này. À, tức là mục đích chúng ta là đa số là cài lót là chính mà anh em, đúng không? À, chính vậy cho nên là mình ví dụ như là full cặp tiền mà khoảng 1 2 đô là chốt cho tôi. Ví dụ thế. À, hy vọng chốt kích là ngon. À, full cặp tiền là 2 đô là chốt. À, có thể nó đang chạy với cặp tiền khác. Đây là 2 đô. Rồi có cặp tiền được cao. À, nó đang chạy khác nhiều, rất nhiều cặp tiền khác. Đấy, đây, nó chỗ nè. À, cho nên nó không có full cặp tiền được. Đấy, thì đấy, nó vừa lời, nó vừa cho chúng ta lời 4 đô và tiếp tục nơi vào. Kiểu nó như vậy anh em nhé. Rồi qua bên đây chúng ta xem. Đấy, vẫn đang âm lòi bản họ. Thoát cái là chúng ta kết thúc clip này ở đây nhé. Thì mình nói lại một chút nữa cho chúng ta set up nha. Đó là chúng ta có thể set up vào, nếu mà chúng ta thuộc dạng là cày con, cày lót, thì chúng ta có thể để chỗ này ít tiền thôi. Vừa đủ tiền là chốt, vừa đủ tiền là chốt. Chúng ta tập trung vào lót anh em, tập trung vào lót thôi. Đó. Thì đó là một điều mà tôi thấy là khá là cũng ổn nếu như anh em nào mà muốn ghe cuốn cao. Và cái mà nhược điểm ở đây đó là cái số lệnh của rất nhiều sàn bị hạn chế, cho nên là mình không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề đó. Thì cũng mong rằng là anh em mình cứ test demo này kia thì ra được những cái sàn hoặc là ra được những cái nơi nào đó mà ổn, anh em chia sẻ nhau anh em ha. Đó, mình cũng khá thích con này. Lý do đơn giản là vì nó đánh rất nhiều lệnh luôn. Và cài lót là ngon lành. Hy vọng là lót này kia là một thời gian mà nó bù đủ vốn gốc cho ông ta. Đó, kiểu nó như vậy này nha. Tuy nhiên nó vẫn tay rất sòng phẳng nha. Vẫn tay là đầy đủ các lệnh thôi. Quan trọng là sàn có cho mình lệnh hay nhiều hay không mà thôi. Anh em ha. Đó, rồi ok. Vậy là cái mình nghĩ. Thì trong cái phần setup mình không có gì để nói cả. Chỉ có một chỗ là anh em mình nếu mà 4 số thì anh em mình tăng lên một chút mà thôi. Vậy anh em nhé. Trong chỗ trui này tăng lên một chút. Đấy, còn lại là y chang kẻ thôi, không cần phải xét gì hết. À, anh em mình muốn chỉnh số lót nữa thì chỉnh số lót này chỗ này nữa là ok. Thì đó là cái mà chúng ta có thể suy nghĩ nhé, suy nghĩ và chiến. Đó, quay bên đây coi. À, có cái nào chiến, có cái nào mà đóng chưa? Chưa đóng nha. Mình đợi đóng một cái thôi là mình sẽ kết thúc clip ở đây mà không đóng buồn ghê. À. Rồi ok anh chị em mình nhé. À, đợi nó đóng sẽ khá là lâu cho nên là mình sẽ xin kết thúc clip mà giới thiệu con Quỷ Vương. À, giới thiệu em Quỷ Vương 1 mà đây là những con lần đầu tiên mà thời mới học code mình biết anh nhé. Và cách chơi của nó là ba phải, siêu ba phải, thằng nào chơi đâu chơi nó múc đi đó. À, tuy nhiên nó khá là gồng cao. À, nó gồng cũng khá là cao và nếu mà nó cho ra lợi nhuận như thế nào thì anh em mình đợi ngày thứ năm tôi có một bài với test về nó. À, thì anh em mình xem nó như thế nào nhé. À, cũng cho mình kết quả ra sao thì nó chốt cũng khá là đẹp, nói chung bắn tỉa bắn cũng gớm lắm. Ok nha anh em. À, cảm ơn chị em mình đã theo dõi kênh và đăng ký kênh. Xin anh chị em mình lần đầu tiên mà ghé kênh thì hãy để lại cho mình những cái like, đăng ký kênh để mình có động lực làm được nhiều hơn, tạo ra nhiều công cụ hữu ích hơn. Cảm ơn chị em mình rất nhiều. Bye bye.